Em Hồng Anh gửi lời chào đến tất cả các bác cùng đam mê audio nhé. Và rất cảm ơn các bác đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Mọi thông tin các bác liên hệ với em qua số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Nếu thấy clip của em hay và bổ ích, rất mong các bác cho em một like để động viên khích lệ tinh thần. Nhớ nhấn chuông và nhấn đăng ký để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các bác nhé. Hôm nay có một vài những cái sản phẩm nho nhỏ muốn chia sẻ đến tất cả các bác cùng chơi. Tất cả những cái sản phẩm ở đây đều rất là chất lượng nhé, rất là hay. Nếu mà các bác mà đang bận thì nhớ bấm lưu lại để xem vào một lúc rảnh rang hơn để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt. Ở đầu clip thì em muốn chia sẻ ngay với tất cả các bác cùng chơi một cặp dây loa đến từ Anh nhé. Thật ra thì dòng sản phẩm này em đã nói rất là nhiều rồi. Nói nhiều quá thì các bác đã theo dõi em, đã xem thì các bác bảo rằng là nói đi nói lại, nhưng mà thật sự là mong các bác thông cảm bởi vì có nhiều bác cũng mới đăng ký kênh và chưa biết được đến những cái sản phẩm từ em Hồng Anh. Bởi vậy rằng là nếu có những cái sản phẩm mới về, em vẫn phải giới thiệu để cho các bác nắm được qua về tình hình cũng như là về cái đặc tính của nó để các bác có thể có những cái lựa chọn nó đúng và tốt nhất nhé. Ở đây em có một cặp dây loa đến từ Chóp. Dòng dây có cái lõi mạ bạc thật nhé. Như các bác đang thấy, thật sự rằng là đây là một trong những cái dòng dây rất là đáng chơi và cực kỳ an toàn với tất cả các bác cùng đam mê. Hoặc là các bác muốn tìm cái chất âm trong sáng, sạch sẽ, chi tiết, mọi thứ gọn gàng hơn, màu âm đẹp hơn, chuẩn chỉ. Và điều đầu tiên và quan trọng nhất đấy là dây xịn thật. Thì các bác nên lựa chọn cặp dây này bởi vì cái sự an toàn và độ an toàn là rất cao. Cặp dây đến từ Chóp có cái đời là Rumao 2. Dây này thì em có về được một ít nhá, cũng có lẽ rằng là rất lâu rồi mới có được một ít dây này để chia sẻ đến các bác cùng chơi. Nếu các bác cần chơi cái độ dài như thế nào thì các bác vui lòng liên hệ với em để được em hỗ trợ cho các bác làm sao cho nó được hiệu quả và là được tốt nhất. Chóp họ không có cái quan niệm là phải làm dây thật sự lớn hay thật sự to, mà họ tập trung vào cái công nghệ lõi. Rất mong là các bác đang yêu thích và đi tìm cái chất âm hay thì các bác cũng nên để cái phần hình thức cũng như rằng là cái kích cỡ nó sang một bên. Tất nhiên rằng là cái cuộc chơi nó là cái trải nghiệm của mỗi người, nhưng đây là lời khuyên đến từ em Hồng Anh thôi nhé. Chắc chắn là sẽ làm hài lòng tất cả những bác, kể cả các bác khó tính nhất đi nữa. Các bác mà đang chơi những cái hệ thống AR hay là đang phối ghép với lại âm ly đèn rồi thì đây cũng là một trong những cái giải pháp ngon bổ rẻ. Chất âm màu âm nó bay bổng tự nhiên hơn, lời ca sĩ rõ ràng hơn, sân khấu thiết lập trước sau giữa nhạc cụ và lời ca sĩ, mọi thứ nó như được rõ ràng và không bị chồng lấn vào nhau. Thật sự là những cái lời em chia sẻ đây đều là hoàn toàn đúng sự thật cũng như là trên những cái trải nghiệm mà em Hồng Anh đã trải qua với nhiều khách hàng khác nhau. Các bác có thể thấy lõi dây được mạ bạc thật và chất lượng lõi thì cực kỳ tốt nhé. Xin lưu ý đây là mạ bạc thật các bác nhé. Số lượng không có nhiều, bởi vậy là nếu mà đang quan tâm và đang muốn chơi thì hãy liên hệ với em sớm nhất có thể. Cho em thông tin người nhận cũng như là chuyển khoản để em có thể phục vụ các bác được tốt nhất nhé. Made in the UK, các bác có thể nhìn hàng Anh chuẩn xịn, một cặp dây rất là đẹp, đẹp mãi với thời gian vì với cái lớp vỏ bóng dạng như thế này. Cặp dây như trên hình đây có cái độ dài là 2 mét một vế, tổng cộng là 4 mét. 600.000 một mét, tương ứng với lại là 2 triệu tư nhé. Và em bán chuẩn giá, các bác cần chơi các bác bảo em. Các bác cần ngắn hơn kể cả là từ 20 phân em cũng sẵn sàng hỗ trợ, các bác yên tâm nhá. Để làm sao cuộc trải nghiệm được tốt nhất. Còn độ dài thì còn tùy thuộc vào cái lúc đấy em còn bao nhiêu nữa. Bởi vậy rằng là em cũng không nói trước được. Cũng có một ít thôi, các bác có thể thấy em cầm trên tay. Một cặp dây chắc chắn là rất hay rồi, nhất là bác nào mà đang tìm dây lõi mạ bạc thì đây là một sản phẩm tuyệt vời đến từ Anh. Các bác cần chơi những cái bộ đầu bắp chuối các bác, hay là càng cua to càng cua nhỏ, còn nếu mà mỏ chim thì dùng luôn nó được rồi nhé, rất tuyệt vời. Em sẽ chuốt một ít tiếc ở đây thôi là các bác có thể hoàn toàn sử dụng được như bình thường. Đây các bác đang thấy em cầm trên tay đây là một bộ bắp chuối rất là chuẩn xịn đến từ Anh nhé. Có cái dạng kiểu chữ Z lòng máng như thế này thì cho phép cắm rút cả ở trên tất cả những cái thiết bị, ví dụ như là lin hay ơ kem,
vân vân thì đều có thể cắm được. Vít lục giác cho phép là cái việc vặn nó được chặt tay hơn và chặt chẽ hơn, và cũng không như không bị cái vít nó không bị toét ra nhé. Sản phẩm em gửi đến tay các bác là gồm cả một cái đầu mở như thế này nữa, một đầu mở lục giác để các bác có thể tiện sử dụng này, và sẽ được đựng ở trong một cái hộp nhựa như thế này để mọi thứ nó được chuẩn chỉ nhất, hoàn thiện được tốt nhất, cũng như là không làm hỏng cái sản phẩm khi gửi đến tay các bác nhé. Cầm trên tay để các bác có thể ngắm nhìn nó được rõ ràng hơn, chi tiết hơn, một bộ giắc rất là tốt. Sẽ kèm cả gen nhiệt để cho các bác tiện thi công. Số lượng còn rất là hạn chế thôi các bác nhé. Các bác cần chơi thì các bác bảo với em. Các bác có thể thấy đấy, chắc chắn là những cái cặp dây loa tốt sẽ cần những cái bộ giắc thật sự tốt và chuẩn. Và bộ giắc đang được em giao lưu với các bác chơi với giá là 1 triệu đồng các bác nhé. Và giá này cũng là giá chuẩn rồi. Nếu mà các bác cảm thấy hợp lý thì các bác bảo với em thôi. Cái dòng giắc này thì vừa với lại những cái dây tầm khoảng 4 đến 6 ly đủ lại. Em đã từng đút cái dây 6 ly vào đây rồi và vẫn là vừa ok. Bởi vậy rằng là những cái dây ở trong tầm cỡ này thì vẫn có thể sử dụng được. Còn nếu mà dây to hơn thì có lẽ là sẽ phải cắt vát đi một chút thì mới có thể cho vào được nhé. Đó, các bác có thể ngắm nhìn trước khi em sang cái sản phẩm khác. Ok, tiếp theo nữa là một cái cầu chì có cái thông số là 1A nhé. Cầu chì 1A đến từ thương hiệu RS của Anh, với cái đầu được mạ bạc, các bác có thể nhìn. Em có duy nhất một cái thôi, 1A. Có cái size nó rơi vào tầm khoảng 3 đến 3,2 gì đấy, khoảng 32mm, khoảng đấy nhé, là có thể cắm rút vừa và ok. Những cái cầu chì Anh cổ này chơi rất là hay. 1A các bác có thể nhìn, mạ bạc. Và cái cầu chì này đang được em chia sẻ các bác chơi với mức giá là 250 thôi. Rất là bình dân cho các bác trải nghiệm một cái cầu chì cổ đến từ Anh, chất lượng rất là tốt nhé. Các bác cần chơi thì các bác bảo với em. May mắn săn được đúng một cái duy nhất thôi, chứ cũng chẳng có nhiều đâu. Bác nào cảm thấy xem những cái thông số ở trên những cái âm ly của mình nó phù hợp thì các bác bảo với em nhé. Tiếp theo ở trong cái clip ngày hôm nay sẽ là một cái dòng dây rất là hay, nhưng mà đặc biệt là giá thành lại rất là hợp lý thôi. Các bác có thể xem một cặp dây tín hiệu đến từ Atlas và có cái độ dài là 0,5m, 50 phân. Đặc biệt là giá thành lại rất là rẻ các bác ạ. Với bộ đầu giắc cực kỳ xịn và chất lượng, các bác có thể thấy dây còn rất là đẹp nhé. Trắng ngọc trai đẹp mãi với thời gian. Các bác có thể nhìn với cái đầu tiếp xúc thì được mạ vàng, với công nghệ là tự làm sạch nhé. Nên các bác nhìn nó hơi méo một chút như thế này, nhưng không phải là nó bị méo đâu, mà là hãng người ta thiết kế như vậy nhé. Các bác có thể thấy cắm rút những cái giắc này thì rất là êm ái rồi. Dây có cái độ dài là 50 phân. Các bác có thể thấy Atlas. Dòng Atlas này thì được sản xuất chuẩn xịn tại Scotland, hàng Anh chuẩn xịn 100%. Âm thanh dày dặn các bác, nghe nhạc vàng thì những cái dòng dây này nghe rất là sướng. Mọi thứ dày dặn hơn, trầm cũng hiệu quả hơn, cân bằng hơn. Và giá em để rất là hợp lý cho tất cả các bác chơi, gọi là vui vẻ thôi. Cặp dây này em đang chia sẻ các bác với mức giá là 1 triệu 300 nghìn thôi nhá. Quá là rẻ cho một cặp dây Anh. Các bác mà không cần dài thì đây là một sự lựa chọn phải nói là hoàn hảo các bác ạ. Lại còn rất là đẹp nữa. Các bác đang theo dõi clip của em thì nhanh tay để sở hữu cái cặp dây này. Cũng có duy nhất một cặp thôi. Dài 50 phân nhá. Giá ngon bổ rẻ. Ok, tiếp theo nữa là một bộ giắc Rose cổ. Hàng Anh cổ đến từ thương hiệu Sonic Link. Rất là dày dặn và rất là nặng tay nhé. Vỏ kim loại. Đặc biệt là trông cái dây giắc như vậy nhưng mà lại sử dụng được dây khá là lớn. Tất nhiên là trong trường hợp mà bỏ cái lò xo này đi nhé. Thường thì em dùng giắc em cũng không hay để cái lò xo này đâu. Cái lò xo này mà bỏ đi thì phải vừa dây cỡ từ 8 ly rưỡi đến 9 ly đổ lại. Thật sự là các bác đã thấy là đáp ứng được cái giắc đáp ứng được cái dây lớn chưa?
là rắc anh chuẩn xịn luôn, các bạn yên tâm chơi. Những cái dòng rắc cổ như thế này thì không phải cứ có tiền là mua được đâu. Em đang chia sẻ các bác với mức giá là 1 triệu đồng cho cái bộ rắc này nhé. Bộ rắc RCA các bác mà chưa có nhu cầu mà hay là các bác chưa cần sử dụng nhưng mà các bác cảm thấy nó hợp lý và hợp ví với bản thân thì các bác cứ nghiên cứu và mua dự phòng trước cũng được, bởi vì cũng không phải lúc nào cũng có. Và đặc biệt là nó lại còn vừa cả cái cỡ dây to nữa thì rất là tốt rồi. Thì em sẽ để vào đây, em sẽ để vào đây cho nó gọn. Để giới thiệu tiếp những cái sản phẩm nữa, tiếp theo nữa thì sẽ là một cái khiển, khiển của thương hiệu Orkem. Khiển này thì cho phép dùng được cả ở trên đầu CD cũng như là âm ly. Các bác có thể thấy các cái ngõ tín hiệu đầu vào này, hay là to tăng giảm volume hay là open, các cái tính năng chuyển bài, các cái số để chuyển bài này. Cái khiển thiết kế rất là đẹp, đến từ Okem và là khiển xịn của Anh. Tất nhiên là các bác đang dùng những cái sản phẩm đến từ Okem thì dùng khiển này thật sự là rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà kể cả dùng CD Philips này, ma răng này, quát này, Myriad này, rất rất nhiều những hãng nữa mà em không thể kể hết tên ở đây, thì gần như là đều sử dụng chung bộ khiển với lại cái khiển Okem này nhé, nên gần như là đều sử dụng được hết luôn. Rất là nhạy, rất là nhanh và dùng rất là thích. Các bác muốn dùng một cái khiển xịn cho hệ thống của mình thì có thể nghiên cứu. Giá em cũng để rất là hữu nghị, đáng nhẽ phải trên triệu những cái khiển như thế này, nhưng em đang chia sẻ các bác chơi mức giá chỉ có 850 cho một cái khiển xịn. Nó chỉ hơn cái khiển lô một chút thôi nhưng mà sự là chất lượng trải nghiệm nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Bác có thể nhìn nó, em đang khiển đây. Ok, ở cuối clip ngày hôm nay là một cặp dây tín hiệu đến từ Alac. Em đã từng giới thiệu rồi, thương hiệu dòng Alac que to. Không có gì phải bàn về cái dòng dây này nữa. Độ dài 1 mét với cái đầu rắc RCA cổ đến từ châu Âu. Những cái dòng rắc này cho cái trải nghiệm cắm rút rất là sướng các bác nhé. Nó có một cái nhược điểm hơi nhỏ một chút đấy, rằng là nếu mà cái thiết bị cổ mà có cái rắc cắm gần nhau quá thì sẽ không sử dụng được cái rắc này, bởi vì rắc cũng khá là lớn so với lại cái dây, thì cái rắc nó cũng khá là tương xứng các bác có thể thấy. Và dòng rắc xịn đã có đã đáng giá tiền triệu rồi, các bác có thể nhìn dòng rắc cổ xịn nhé. Tiếp xúc bên trong thì được mạ vàng cấu tạo 3 mảnh. Dòng này thì cho cái âm trầm rất là tốt. Thật sự là nếu mà hệ thống đang chơi với những cái hệ thống dạng như Antech thì sẽ rất cần những cái cặp dây như thế này, hoặc là Tannoy. Mọi thứ nó đang chưa được chặt chẽ, kiểm soát chưa được hiệu quả và cần một nhạc trưởng. Với cái mức chi phí thấp nhất có thể thì Atlas là một sự lựa chọn sáng giá. Trầm tốt, hiệu quả, tiếng dày dặn hơn, giải quyết tất cả những cái âm thừa. Hệ thống mà nghe cương cứng quá nhá, nghe nó sáng quá, hoặc là nghe này, nó không được được gọn gàng ấy, thì sẽ không nghe được lâu đâu và cảm thấy rất là mệt mỏi. Bởi vậy rằng là những cái cặp dây này sẽ đem lại cái trải nghiệm tốt nhất. Dòng những cái dòng dây này thì đều được sản xuất tại Scotland rồi, bởi vậy rằng là chất lượng đem lại rất là hiệu quả, cấu tạo dạng như đồng trục, mọi thứ rất là hài hòa. Và đặc biệt là cặp dây này có cái mức giá êm ái hơn rất nhiều so với lại cái cặp dây quét to, Alac quét to mà cách đây tầm khoảng vài ngày trước em đã từng giới thiệu nhé. Cặp dây trước là 3 triệu 8 nhưng cặp dây này chỉ có 3 triệu 3 thôi và là mức giá chuẩn, không mặc cả, không free ship cũng như là không đổi các gì cả. Bởi vì mức giá này đã là một mức giá tốt nhất có thể để cho các bác có thể chơi và trải nghiệm rồi. Em cũng đưa ra mức giá là thay vì 3 triệu 8 thì em chỉ để 3 triệu 3 cho cái cặp dây này thôi, thì các bác hiểu rằng là em Hồng Anh hỗ trợ các bác để các bác cuộc chơi nó được hiệu quả và là được tốt nhất nhá. OCC OFC Audio Interconnect. Dây rất là đẹp, rất là tốt và rất là chuẩn, yên tâm rằng là các bác nghe các bác sẽ cảm thấy rằng là những cái điều em Hồng Anh nói là hoàn toàn đúng, và tại sao trước đây mình không biết đến để mình chơi sớm hơn. Hệ thống dạng như Antech lập tức là được mở ra một trang mới các bác ạ.
Ok, rất cảm ơn các bác đã quan tâm và nghe, theo dõi, đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Vui lòng liên hệ 086 688 0998 để em phục vụ các bác được tốt hơn nhé. Xin cảm ơn các bác.